Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì như hôm qua là một ngày rất chi là bình thường với mình. Từ sáng dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm ăn sáng rồi thì làm trận game thôi. Mà đang chơi game thì tự nhiên cả nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ, thì nghe thôi. Thì có một giọng nữ hay lắm. Thì bảo là bạn nhận được một cuộc điện thoại từ nước ngoài, bạn nhận được gói bưu phẩm từ nước ngoài chuyển về. Thì là nghe cái gói bưu phẩm từ nước ngoài chuyển về là vui lắm rồi. Là bởi vì là mình thì không có người thân nào bên nước ngoài, nên là từ nước ngoài chuyển về thì chắc chắn là cái nút bạc. Vì như các bạn đã biết thì mình đã được 100 subscribe lâu, cách đây lâu lắm rồi, khoảng vài tháng rồi. Thì khi mà được 100.000 subscribe ấy thì là vui lắm rồi. Thì chỉ mong là nhận được cái nút bạc đấy thôi. Thì 100.000 subscribe thì vẫn chưa có một cái gì gọi là, chưa có một dấu hiệu gì về cái nút bạc cả. Đạt 100.000 subscribe thôi luôn ý, thì vẫn chưa có gì đâu. Thì khoảng độ tầm độ mấy tuần sau, hoặc là chắc là phải tháng sau ấy, thì bạn nó gửi cho mình một cái mẫu đơn để mình đăng ký mình nhận cái nút bạc ấy. Thì mình nhập tên này, địa chỉ này, bưu điện ở chỗ quê mình ấy. Thì xong thì gửi cho nó bảo là 4 tuần đến 6 tuần sau mới nhận được. Nhưng mà gọi là cách đây gọi là lâu lắm rồi. Thì mình cảm giác như là không có một cái thông tin về gì về cái nút bạc đấy cả. Nhưng mà tự nhiên hôm qua đấy, nhận được cuộc điện thoại gọi phê lắm, vui lắm, sướng lắm. Thế là mình phi xe về nhà lấy luôn. Thì mình học ở trên chỗ công nghệ thông tin. Thì mình chỗ nhà mình thì cách chỗ công nghệ thông tin khoảng tầm 15 phút đi xe. Thì phi xe phải lấy luôn. Xong về qua nhà chơi tí với ông bà thì lên trường đây. Thì như các bạn đã biết thì đây là cái nút bạc. Thì nó từ nước ngoài chuyển về nên là nó gói rất là kỹ càng cho một cái hộp luôn. Thì bên ngoài thì cũng có một số cái là địa chỉ này, tên này, Dương Văn Sang này, xóm xã Điền thì đấy, cội quê mình đấy, chỗ mình Thái Nguyên, mã bưu điện là 250.000. Nói chung là một số giấy tờ thôi. Thì bây giờ bóc ra luôn cho anh em xem. Bóc luôn cho anh em xem. Sướng lắm. Phê. Thì bên ngoài thì đây, bọc kỹ đi. Đây là một số giấy tờ này, bưu điện này, rồi thì tờ khai hàng hóa nhập khẩu này, tổng quan, thông quan này. Đúng không? Kiểu đây là một cái kiểu như là một cái hàng từ nước ngoài chuyển về, nó cũng có danh khách hàng hóa, danh sách hàng hóa đủ điều kiện, khu vực giám sát hải quan, chắc là nó chuyển qua đường biển hay hải quan này. Đây một số giấy tờ thôi, đây tiếng Anh này chịu thôi. Vấn đề tiếng Anh thì anh em đã biết hết rồi, không phải nói nhiều nữa. Đây là địa chỉ bên ngoài này cũng có mà bưu điện các thứ như lấy mình bảo thôi. Đây cái tên đây, DTS Eport TV đây, code 175. Thì đấy, bên ngoài nó chỉ thế, có thế thôi, sướng lắm. Thì gọi là nó không có một cái thông tin gì, tự nhiên hôm qua nhận được cuộc điện thoại là vui lắm. Cái này thôi, bóc đẹp đẹp tí, bóc đi lần sau còn bóc hộp lần nữa ấy, làm mấy cái bóc hộp liền. Thế nào,
nhìn dần dần nhìn thấy rồi đấy. Nhìn thấy nó rồi đấy. Thì cũng rất là vui, chẳng biết nói gì. Thì đây cũng là công sức của anh em. Đây nó bọc những cái mút là rất là nó bảo đảm an toàn cho cái của vàng của quý của mình. Thì đây nó cũng là phần thưởng của anh em dành cho mình thôi. Cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ mình. Đây, trong này thì nó là những cái mút để nó vào ấy thôi. Để nó để cho nó bị ấy thôi. Hết rồi. Thôi chả có đi không. Rồi. Rất chi là đẹp. Đây, biểu tượng của YouTube. Đấy, biểu tượng YouTube. Đây, một túi. Túi này chắc phải để lại đựng rác. Đựng gì ấy. Thì mở ra nhá. Mình rất hồi hộp. Vui lắm đi. Đây đây là một cái tờ mà YouTube nó gửi cho mình. Thì nó bảo là cảm ơn anh Sang đã cho chúng em xem những cái video hay bổ ích về Liên Minh Huyền Thoại. Thì bọn em cũng không có gì, có chút thành ý gọi là gửi cho anh để anh làm niềm vui trong cuộc sống. Thì nói mẹ gì, đây là tiếng Anh nhưng mình chả hiểu cái gì cả, nói bừa thế thôi. Thì đây 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 BTS E4 TV con Vutea Consen for Super Sing 100.000 subscribe. Trời ơi khó đọc quá. Thì bên ngoài thì nó cũng cho vào mấy cái hộp này. Chủ yếu là đây là cái hộp thôi, chứ không phải là nút bạc. Đây nút bạc đây. Đây nút bạc đây. Rất chi là đẹp. Anh còn xem dòng chữ DTS E4 TV đây. Đây nó bị, mình quay cắm trước nó bị ngược. Bên đằng sau thì nó không có gì cả. Đây cái chỗ này treo thôi. Thì đây bên đằng sau nhung này, rất là mềm. Mềm lắm. Thì đây, cái nước bạc. Không phải là bạc đâu, chắc là mạ bạc thôi. Nhưng mà nó là gì, nó là cái mà YouTube nó dành cho mình. Thì cũng chẳng biết nói gì là cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ mình. Thì mong rằng anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Thì bây giờ chẳng biết nói gì, chỉ muốn là băm nó thành trăm thành ngàn mảnh, gửi cho mỗi anh em một mảnh. Nè. Đấy, chẳng biết nói gì, chỉ biết nói thế thôi. Là rất là vui thời gian qua anh em ủng hộ. Thì mình đã được cái này. Thì chẳng biết nói gì nữa. Nói chung là vui lắm, phê lắm. Cái cảm giác của mình, cái lần đầu tiên mà mình nhận được đây, mình nhận được cái này. Là cái đợt đấy là không quan trọng gì về ấy đâu, chỉ cần là mình có thể mình làm cho anh em xem, càng nhiều người xem càng tốt, không quan trọng gì về mấy vấn đề khác cả. Thì nhận được cái này thì cũng đợt đấy là nhận được cái này cũng không vui, không khác gì cái này cả. Thì nhận được cái này thì nó, cái này là cái mà để xác minh địa chỉ của mình là đúng. Thì đây bên trong của nó có những cái dòng code này, dòng code để ấy này, để mã pin để xác nhận địa chỉ thôi, code. Thì đợt đấy vui lắm, về cũng nhận được cái này cũng vui, không khác gì cái này. Thì bây giờ là 160.000 subscribe rồi mà mình mới nhận được cái nút này. Thì rất chi là vui. Có nhiều anh em bảo là sao không thấy khoe cái nút bạc. Nhưng mà có được đâu, được thì khoe ngay. Nhưng mà nó không được. Bây giờ mình mới được nhận. Thì vui lắm. Cảm giác phê lắm. Thì chả biết nói gì, thì đây lại cảm ơn anh em thời gian qua đã ủng hộ. Thì mong rằng anh em tiếp tục ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Thì bây giờ thì bạn nào mà thấy hay thì like hộ mình phát.
ở cái bên dưới này, bên đó không biết là bên nào nhưng mà cứ ở bên dưới đi. Thì anh em để lại những comment góp ý cho mình trong những video tiếp theo. Thì còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi trong thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.